Xin chào các em. À, thầy là Phòng Nguyễn Quốc Nguyên, giáo viên trường Trung học phổ thông Hình Thúc Kháng. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em lòng quan với các dạng bài tập trong nội dung tích phân từ phần định nghĩa, tính chất cho đến phương pháp tính tích phân. À, bài tập tích phân hôm nay sẽ được thiết kế dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm và để cho các em dễ theo dõi, thầy tổng chia hệ thống bài tập này thành 4 mức độ: từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cho đến vận dụng câu và chúng ta sẽ giải quyết các dạng bài tập này với những mức độ như vậy. Mấy em sẽ quan sát trên màn hình. À, ta đi vào các cái dạng bài tập ở cái mức độ nhận biết. Câu thứ nhất, thầy cho hàm số fx có độ hàm liên tục trên đoạn trừ 1, 2. F tại trừ 1 bằng trừ 2. F tại 2 bằng 1. Tính tích phân từ trừ 1 đến 2 của hàm f x. Bài này chỉ cần mấy em nắm được định nghĩa của tích phân là ta đã giải quyết một cách gọn gàng. mà em quan sát hầm số dưới dấu tích phân là f(x). Như vậy rõ ràng nguyên hồng của nó sẽ là f(x). Và ta thay cặn theo công thức tính tích phân thì sẽ thu được kết quả. mà em quan sát cái cách hướng dẫn. Tích phân từ trừ -1 đến 2 của f(x) nguyên hồng của f phải sẽ là f(x) thầy thay, thay cặn từ trừ -1 đến 2 và nó sẽ bằng f tại 2 trừ f tại trừ 1. f tại 2 và f tại trừ 1 giả thiết bài toán đã cho. Ta thực hiện phép toán và thu được kết quả là bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng chọn đáp án B. Tiếp tục sang câu số 2. Thầy cho hai hòm số y bằng fx, y bằng rx liên tục trên đoạn 01 có tích phân từ 0 đến 1 của hàm f(x) bằng 4, tích phân từ 0 đến 1 của hàm r(x) bằng trừ 2. Đề bài yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm f(x) trừ 3 hàm r(x). Có 4 phương án trả lời là a, b, c, d trên màn hình. Bài này chúng ta chỉ cần dùng tính chất đơn giản của tích phân là tích phân của một hiệu bằng hiệu các tích phân thì các em sẽ giải quyết được bài toán rõ ràng ở đây mấy em thấy ngay là đáp án C sẽ là cái lựa chọn chính xác. Tích phân từ 0 đến 1 của fx trừ 3 rx thì sẽ tách thành tích phân từ 0 đến 1 của hàm fx trừ cho 3 lần tích phân từ 0 đến 1 của hàm rx và mấy em thay à, giả thiết của bài toán và ta được kết quả là bằng 10. Mấy em tiếp tục sang câu hỏi số 3. Thầy cho hàm số fx liên tục trên đoạn 0,1 có tích phân từ 0 đến 1 của 3 trừ cho 2 lần fx thì bằng 5. Đề bài yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 1 của hàm số fx. Có 4 sự lựa chọn. Như vậy ở đây tương tự như câu hỏi số 2, thầy sẽ triển khai cái giả thiết bài toán từ tích phân từ 0 đến 1 của 3 trừ cho 2 lần fx bằng 5 để ta thu được kết quả. Mà em sẽ xem cái cách hướng dẫn ở đây tích phân từ 0 đến 1 của 3 trừ 2 lần fx bằng 5 Thầy sẽ tách thành tích phân từ 0 đến 1 của 3 Trừ cho 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của hầm fx bằng 5 Khi đó ta sẽ rút được tích phân từ 0 đến 1 của hầm fx Thì bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 của 3 trừ cho 5 Và kết quả ta thu được bằng trừ 1 Và khi đó ta chọn đáp án là B Bây giờ ta tiếp tục sang câu hỏi số 4 Mấy em quan sát trên màn hình thì cho hồng số y bằng fx có độ hồng f'x liên tục trên đoạn 0 1. F tại 1 thì bằng 2, tích phân từ 0 đến 1 của hàm x thì bằng 1. Thầy yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 1 của x nhân cho f'x. Bây giờ ta quan sát cái hồng số dấu tích phân. Hồng số dấu tích phân là tích của một đa thức là x nhân với độ hồng của một hồng số. Đó chính là những cái cơ sở để ta biết rằng tích phân ở đây sẽ được giải quyết theo phương pháp tích phân từng phần. Tích phân từng phần thì thầy sẽ chọn U là đa thức x, dv là phần còn lại tức là f x dx. Khi đó thầy sẽ rút được v sẽ là bằng fx. Áp dụng quy tắc tích phân từng phần thì khi đó y sẽ bằng u nhân v tức là x nhân cho fx thay cận từ 0 đến 1 trừ tích phân từ 0 cho đến 1 của VDO tức là FX DX. Phần phía trước mấy em sẽ thực hiện phép thay cặn. Phần phía sau tích phân từ 0 đến 1 của hàm FX giả dạ thiết bài toán đã cho bằng 1. Mấy em thay số và thu được kết quả bằng 1. Ta chọn đáp án A. Như vậy qua 4 dạng bài tập ở trong phần mức độ 1 các em đã thấy rằng chúng ta chỉ cần nắm được các tính chất cơ bản cũng như định nghĩa của tích phân thì chúng ta đã giải quyết được các câu hỏi ở trong mức độ 1. Bây giờ các em sang các cái dạng bài tập trong mức độ 2, mức độ thông hiểu. Câu số 5. Thì cho tích phân y là tích phân từ 1 đến 2 của dx chia cho x cộng 1 nhân cho căn bậc 2 của x cộng cho x nhân căn bậc 2 của x cộng 1 sẽ bằng căn bậc hai của a trừ căn bậc hai của b trừ cho c với abc là các số nguyên dương đề bài yêu cầu tính p sẽ bằng a cộng b cộng c có bốn phương án lựa chọn ở trên màn hình a b c d bây giờ bài toán này chắc chắn thầy sẽ làm rút gọn cái hồng số dấu tích phân mà em quan sát cái cách thầy rút gọn cái hồng số dấu tích phân ở đây 1 trên x cộng 1 nhân căn bậc 2 của x cộng cho x nhân căn bậc 2 của x cộng 1. Dưới mẫu thầy sẽ đặt căn bậc 2 của x thừa số cho x cộng 1 làm thừa chung. Ở trong sẽ còn là căn bậc 2 của x cộng 1 cộng căn bậc 2 của x. Thầy thực hiện phép trục căn sẽ thu được căn bậc 2 của x cộng 1 trừ căn x chia cho căn của x thừa số cho x cộng 1. Thực hiện phép chia cho mẫu chung sẽ thu được 1 trên căn bậc 2 của x trừ 1 trên căn bậc 2 của x cộng 1. Khi đó tích phân y sẽ được tách thành tích phân từ 1 đến 2 của 1 trên căn bậc 2 của x trừ 1 trên căn bậc 2 của x cộng 1. Tiếp tục thầy tách thành hai tích phân. Bây giờ thầy sẽ biến đổi sao cho hồng số dưới dấu tích phân là đạo hồng của các cái hồng số đơn giản. Tích phân thứ nhất thầy viết thành 2 tích phân từ 1 đến 2 của 1 chia 2 lần căn bậc 2 của x. Tích phân thứ hai thầy viết thành 2. Tích phân từ 1 đến 2 của 1 chia cho 2 lần căn bậc 2 của x cộng 1. Khi đó, mấy em thấy ngay căn bậc 2 của x đọ hòm chính là 1 trên 2 lần căn bậc 2 của x và căn bậc 2 của x cộng 1 đọ hòm chính là 1 trên 2 lần căn bậc 2 của x. Khi đó công việc lấy nguyên hòm của các hòm số đó trở nên rất là đơn giản. Ở đây chính là bằng 2 căn bậc 2 của x men thai cặn từ 1 đến 2. Tương tự, cụm phía sau sẽ là trừ 2 nhân căn bậc 2 của x cộng 1 thai cặn từ 1 đến 2. Mà em thực hiện cái phép khai triển và ta thu được kết quả là căn bậc 2 của 32 trừ căn bậc 2 của 12 trừ cho 2. So sánh với cấu trúc của bài toán. Khi đó ta rút được A bằng 32, B bằng 12, C bằng 2. Và khi đó P sẽ bằng A cộng B cộng C là bằng 46. Và ở đây ta có ngay cái đáp án chính là D. Xong câu hỏi số 6. Biết tích phân từ 3 đến 5 của x bình cộng x cộng 1 chia x cộng 1 bằng A cộng lóc đề bay của B chia 2 với AB là có số nguyên. Đề bài yêu cầu tính x bằng A trừ 2B. Bây giờ ta gặp tích phân của một hồng phân thức hữu tỷ Cách thông thường ở đây ta thấy bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu. Thông thường ta thực hiện phép chia đo thức tử cho mẫu. Nhưng ở đây thầy có cái kỹ thuật để tách như thế này. Mà em quan sát ở trên màn hình. Tích phân từ 3 đến 5 của x bình cộng x cộng 1 chia x cộng 1. Tử của nó thầy sẽ viết thành x thừa số cho x cộng 1 cộng 1 và chia cho x cộng 1. Thực hiện phép chia cho mẫu chung. Thầy viết thành tích phân từ 3 đến 5 của x cạm cho 1 trên x cộng 1. Như vậy, từ một cái hòm số không có trong hệ thống nguyên hòm, thầy đã tách thành tổng của hai hòm số. Hai hòm số này có trong hệ thống nguyên hòm cơ bản. Công việc còn lại mà em chỉ cần đi lấy nguyên hòm của x, chính là x bình chia 2. Nguyên hòm của 1 trên x cộng 1 là log này 3 trị tuyệt đối của x cộng 1. Mà em thực hiện phép thay cặn từ 3 đến 5. Ta được kết quả là 25 phần 2 cặm lóc nơi bay của 6 trừ cho 9 phần 2 cạm lóc nơi bay của 4. Mở ngoạt, lồng gọn gần kết quả ta thu được 8 cạm cho lóc nơi bay của 3 phần 2. Đối chiếu với kết quả của bài toán ta thấy ngay A sẽ bằng 8, B sẽ bằng 3. Khi đó tổng S A trừ 2 B sẽ bằng 2. À, mấy em chọn đó bắn A. Sơn câu hỏi số 7. Thầy cho hồng số biết. Dương có đậu hòm F phải liên tục trên đoạn 0,1 Thỏa F tại 0 bằng 1, F tại 1 bằng 2 Tính tích phân từ 0 đến 1 của F phải x chia cho Fx tất cả bình Đối với dọn tích phân này Chắc chắn chúng ta sẽ đi tìm cái dọn hòm số đậu hòm ra dọn F phải chia Fx tất cả bình Mà em nghĩ ngay đến một cái công thức đậu hòm rất là phổ biến 1 trên x đậu hòm sẽ là trừ 1 trên x bình mở rộng 1 trên ux đạo hòm sẽ là trừ của ux chia cho ux tất cả bình tương tự giống như cái dạng hòm số dưới dấu tích phân trên những cơ sở phân tích như vậy mình sẽ có hướng giải của bài tích phân này như sau tích phân từ 0 đến 1 của hòm f'(x chia fx tất cả bình thầy sẽ biến đổi thành trừ tích phân từ 0 đến 1 của trừ f'(x chia cho fx tất cả bình. Như vậy, nguyên hồng của trừ fx chia cho fx tất cả bình chính là 1 trên fx. Dấu trừ phía ngòm em ghi lại. Thay cận từ 0 đến 1. Khi đó thực hiện phép thay cận thì ta có là trừ của 1 trên f1 trừ cho 1 trên f0. F1 và f tại 0 giả thiết bài toán đã cho. Thực hiện phép toán ta thu được kết quả là 1 phần 2. Mấy em chọn đáp án C. Chúng ta sang câu hỏi số 8. Câu số 8 là một tích phân có chứa trị tuyệt đối. Tích phân A là tích phân từ 1 đến 5 của hai trị tuyệt đối x 2 cộng 1 tất cả chia x. Kết quả được viết dưới dạng 4 cộng A lóc này 3 của 2 cộng B nhân lóc này 3 của 5 với AB là có số nguyên. Người ta yêu cầu mình tính hiệu x bằng A trừ B. Khi gặp tích phân có chứa trị tuyệt đối thì công việc đầu tiên chính là phải mở trị tuyệt đối mở trị tuyệt đối của x 2 trên phạm vi từ 1 đến 5. Dấu của x 2 bây giờ nó phụ thuộc vào 2. Cho nên thầy dùng cái tính chất của tích phân thầy tách tích phân này. Như vậy tích phân từ 1 đến 5 sẽ được tách thành tích phân từ 1 đến 2 và cạm cho tích phân từ 2 đến 5. Trên đoạn từ 1 đến 2, x 2 bái hơn bằng 0 cho nên trị tuyệt đối của x 2 thầy mở thành trừ của x 2 tức là 2 trừ x. Tiếp tục trên đoạn từ 2 đến 5 x 2 lớn bằng 0 cho nên trị tuyệt đối của x 2 chính là x 2. Ta lồng gọn gần hai biểu thức dấu tích phân lại thì ta thu được hai cái tích phân. Tích phân từ 1 đến 2 của 5 trừ 2x tất cả chi x dx cộng cho tích phân từ 2 đến 5 của 2x trừ 3 chia x dx Tích phân thứ nhất thực hiện phép chia cho mẫu chung là x ta tách ra thành tích phân từ 1 đến 2 của 5 chia x trừ 2. Tương tự tích phân thứ hai sẽ được tách thành 2 trừ 3 chia x. Đây là các hàm số đã có trong hệ thống nguyên hàm cơ bản. Công việc của chúng ta sẽ bắt đầu lấy nguyên hàm 5 trên x, nguyên hàm của nó là 5 nhân cho log này 3 trị tuyệt đối của x. Nguyên hàm của hàng số là 2 là 2x thay cận từ 1 đến 2 tương tự cho tích phân phía sau thầy thu được nguyên hàm sẽ là 2x trừ 3 nhân cho log này 3 trị tuyệt đối của x thay cận từ 2 đến 5 thực hiện phép toán thầy sẽ thu được kết quả là bằng tóm log này 3 của 2 trừ 3 nhân log này 3 của 5 cạnh cho 4 đối chiếu với kết quả của bài toán thầy suy ra được a sẽ bằng tóm b bằng trừ 3 khi đó a trừ b sẽ bằng 11 như vậy ta có đáp án là b Bây giờ chúng ta sang mức độ thứ ba, mức độ vận dụng. Câu số 9. Cho tích phân từ 5 đến 21 của dx chia cho x nhân căn bậc kha của x cộng 4 bằng a nhân lóc này ba của 3 cộng b nhân lóc này ba của 5 cộng c nhân lóc này ba của 7 với abc là có số hữu tỷ. Mệnh đề nào sau đây đúng? Ta có 4 sự lựa chọn ở trên màn hình. Bây giờ quan sát hàm số dưới dấu tích phân ta thấy hàm số dưới dấu tích phân có chứa căn bậc hai của x cộng bốn bậc của x ở bên trong căn bằng bậc x ở ngoài căn đây chính là dấu hiệu cho ta biết tích phân này sẽ được giải quyết theo phương pháp đổi biến số và thầy sẽ đổi độc lập các bộ phận của biểu thức dưới dấu tích phân thông thường hàm số khi có căn ta sẽ đặt t sẽ là bằng căn của x cộng bốn Mai em xem cái cách hướng dẫn giả bài này. Thầy đặt T bằng căn của x cộng 4. Thực hiện phép bình phương, thầy suy ra T bình bằng x cộng 4. Sẽ rút x theo T là x sẽ bằng T bình trừ 4. Tiếp tục thực hiện phép lấy vi phân, dx sẽ bằng 2T dt. Quy trình của một bài đổi biến số thì ta tiếp tục đổi cặn. X bằng 5 thay vào T sẽ thu được T bằng 3. X bằng 21 thay vào sẽ thu được T bằng 5. Bây giờ công việc tiếp theo chuyển toàn bộ tích phân theo biến x này trở thành tích phân theo biến t cặn từ 5 đến 21 được thay được thay bằng cặn từ 3 cho đến 5. dx được thay bằng HTDT. dt. x được thay bằng t trừ 4 và căn bậc hai của x cộng 4 được thay bằng t. Rút gọn cả tử lăng mẫu, thầy thu được tích phân từ 3 đến 5 của 1 trên T bình trừ 4, tức là T bình trừ 2 bình. Bản thân tích phân này không có trong hệ thống nguyên hòm cơ bản. Nhưng bằng cách tách hòm số, thầy sẽ thu được nguyên hòm của nó một cách nhanh chóng là bằng 2 x 1 phần 4 lóc này 3 trị tuyệt đối của T trừ 2 chia T cộng 2 thay cận từ 3 đến 5. Mà em thực hiện phép thay cận, thay cận số 5 thay vào trước trừ cho Thay cặn dưới là bằng 3, ta được 1 phần 2 lóc này bay của 3 phần 7 trừ lóc này bay của 1 phần 5. Khai triển biểu thất này, thu được kết quả 1 phần 2 lóc này bay của 3 cặn 1 phần 2 lóc này bay của 5 trừ 1 phần 2 lóc này bay của 7. Đối chiếu với kết quả của bài toán, ta thu được A bằng 1 phần 2, B bằng 1 phần 2 và C bằng trừ 1 phần 2. Như vậy, ta thấy ngay A chính là đáp án mình cần tìm. Bây giờ mà em có một cái lưu ý như thế này Trong quá trình tính tích phân Ta thường xuyên gặp một cái kiểu tích phân là 1 trên x bình trừ ở bình Như vậy cái nguyên hồng của cái cái 1 trên x bình trừ ở bình này Mà em có thể tách ra thành 1 trên 2A Thừa số cho 1 trên x trừ A trừ 1 trên x cộng A Nguyên hồng của 1 trên x trừ A này là lóc nê ba trị tuyệt đối của x trừ A Nguyên hồng của 1 trên x cộng A này là lóc nê ba trị tuyệt đối của x cộng A hai cái lóc này bay này trừ cho nhau viết chung thành lóc này bay của x trừ a chia x cộng a như vậy khi gặp cái dạng nguyên hàm như thế này đúng rồi 1 một trên x bình trừ a bình thì kết quả mang em gây thành một trên hai a lóc này bay của x trừ a chia x cộng a thầy áp dụng cái kết quả này cho các bài toán vừa rồi ta giải tương tự cho biến t đây là một trong những cái mà men chú ý trong quá trình mình xử lý có cái tích phân à, hữu tỷ. Câu số 10 thì cho tích phân từ 1 đến a của lóc log3 của x chia cho x thừa số cho log bình của x cộng 1. Tích phân này có kết quả được biểu diễn dưới dạng a nhân log3 của 2 cộng b với ab thuộc Q. Khẳng định nào sau đây đúng? đó án A B C D trên hình vẽ. Bây giờ gặp bài toán này, chúng ta suy luận như thế nào? Mấy em quan sát cái hàm số dưới dấu tích phân có chứa hòm lóc nê bay và có chứa một trên x. Mối quan hệ ở đây là gì? Lóc nê 3 của x đạo hòm sẽ xuất hiện một trên x. Đây chính là những cơ sở để ta biết rằng bài tích phân này sẽ được tiến hành theo phương pháp đổi biến số. Tích phân này nó có dạng tích phân từ a đến b f của u x nhân u phải x, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện theo phương pháp đổi biến số. Trong trường hợp này, lóc d 3 của x đạo hòm sẽ ra một trên x, cho nên thầy sẽ đặt T bằng log này 3 của x. Tiến hành lấy vi phân ta được dt bằng 1 trên x dx. Đổ cặn. x bằng 1 suy ra t bằng 0. x bằng a suy ra t bằng 1. Tích phân y sẽ được viết dưới dạng 1 đến a log này 3 của x chia cho log bình của x cộng 1 thì rút 1 trên x gần với dx để mà em dễ đổi từng cái bộ phận trong cái biểu thức dưới dấu tích phân. Lóc 3 của x ta đặt bằng t. Ở dưới lóc bình của x bây giờ được thay bằng t bình cộng 1. Và trong trường hợp này 1 trên x dx thì ta đã thay bằng dt. Bây giờ mấy em dừng lại ở tích phân này một chút. Tích phân từ 0 đến 1 của t chia cho t bình cộng 1. Nếu như ở trên này là hàng số không phải là t thì tích phân này sẽ được giải quyết theo một cái phương pháp khác. Nhưng ở đây là T Ở dưới là T bình cộng 1 Bậc của T ở trên tử nhỏ hơn dưới mẫu một đơn vị Như vậy hoàn toàn thầy có thể xử lý tích phân này Bằng cách đưa về dọn tích phân tử là đạo hầm của mẫu Như vậy thầy sẽ biến đổi tích phân đó như sau Như vậy tích phân từ 0 đến 1 của T chia T bình cộng 1 sẽ viết thành 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 của 2T chia T bình cộng 1 Ở đây thầy thêm 2 vào trên tử và chia 2 ở dưới mẫu được đưa ra ngoài. Tích phân này viết lại tiếp tục bằng 1 phần 2. 2T chính là T bình cộng 1 đạo hòm. Ở dưới chính là T bình cộng 1. Xuất hiện dọn tử đạo hòm. Tử là đạo hòm của mẫu. Như vậy khi đó nguyên hòm của hòm số dấu tích phân sẽ là lóc nê ba trị tuyệt đối của T bình cộng 1. 1 phần 2 mà em ghi lại. Thực hiện phép thai cận từ 0 đến 1. Ta thu được kết quả là 1 phần 2 lóc nê ba của 2 đối chiếu với kết quả của bài toán ta thấy ngay A sẽ bằng 1 phần 2 B bằng 0 mà em dễ dàng chọn được đáp án chính là A thì đây chính là đặc trưng của một bài tích phân đổi biến số mà em thấy cái mối quan hệ giữa các biểu thức dưới dấu tích phân và ta suy ra cái cách đạt một cách phù hợp chúng ta sang câu số 11 thì cho tích phân từ 0 đến B chia 4 của x tất cả chia cho 1 cộng cốt 2 x dx Kết của bài tích phân này được biểu diễn dưới dạng A nhân B cộng B lóc này 3 của 2. Với A, B là có số thực. Đề bài yêu cầu tính 16 A trừ 8 B. Có 4 sự lựa chọn A, B, C, D ở trên màn hình. Bây giờ chúng ta quan sát hàm số dưới dấu tích phân. Hàm số dưới dấu tích phân bây giờ chứa một đa thức là X. Nhân với một cụm lượng giác. Thì đây chính là cơ sở để ta xác định đây chính là một bài tích phân từng phần. Bài tích phân từng phần thì chắc chắn trong trường hợp này ta sẽ đặt U là bằng đo thức. Mà em quan sát ở trên màn hình. Thầy đặt U bằng X. Thực hiện phép lái vi phân DU sẽ bằng DX. DV sẽ bằng DX chia cho 1 cộng cốt hệ X. Cái cộng 1 cộng cốt hệ X này chính là 2 lần cốt bình X. Như vậy DV sẽ bằng DX chia 2 lần cốt bình X. Rút ra V chính là nguyên hồng của 1 trên 2 lần cốt bình x thì V chính là 1 phần 2 tan x. Thực hiện quy trình của một bài tích phân từng phần. Y sẽ bằng tích phân. Xin lỗi Y sẽ bằng U nhân V thay cận từ 0 đến B chia 4. Trừ tích phân từ 0 đến B chia 4 của V do Ta thu được kết quả. Phần phía trước này mang chỉ việc thay cận. Ta thu được kết quả là B chia 8. Còn lại tích phân phía sau là không đến bi 4 của tan x. Bản thân hàm tan là không có nguyên hàm. Nhưng ở đây tan được hiểu là sin chia cos, thầy cũng vận dụng đưa về là dạng tích phân là tử là đạo hàm của mẫu. Như vậy ở đây ta sẽ viết tan là trừ cốt độ hầm chia cốt và khi đó nguyên hồng của nó sẽ là trừ lóc này bay trị tuyệt đối của cốt và ta thấu được ngay cái nguyên hàm thay cặn từ 0 đến B chia 4 thực hiện phép thay cặn cho các tích phân này ta thu được kết quả lòng gọn gòn thì ta thấy là kết quả tích phân sẽ bằng B chia 8 trừ 1 phần 2 xin lỗi trừ 1 phần 4 nhân lốc 13 3 của 2 đối với đối áp dụng đối với lại kết quả bài toán thì ta sẽ ngay A sẽ là bằng 1 phần 8 B sẽ là trừ 1 phần 4 và khi đó 16 A trừ 8 B sẽ bằng 4 mà em thấy cái quy tắc của một cái bài tích phân từng phần ta tiến hành theo từng bước Nhưng quan trọng ở đây ta phải biết chọn U là gì, DV là biểu thức nào Thì khi đó bài tích phân từng phần của mình mới giải quyết được Các em tiếp tục sang câu số 12 Thầy cho BC là có số nguyên thỏa tích phân từ 0 đến 1 của x nhân cho log này 3 của 2 cộng 1 mũ 2020 Kết quả bài tích phân này bằng B trên C lóc này bay của 3 với phân số BC là tối giản. Khi đó, đề bài yêu cầu tính tổng B cộng C. Có 4 sự lựa chọn ở trên màn hình. Bây giờ mình quan sát hồng số dấu tích phân. Trước tiên, ta thấy ngay đây là lóc này bay của 2X cộng 1 mũ 2020. Ta sẽ họ ngay số mũ đó xuống. y bằng tích phân từ 0 đến 1 của x nhân log 3 của 2x cộng 1 mũ 2020. Khi đó ta họ mũ 2020 và đưa ra khỏi dấu tích phân thì còn lại là tích phân từ 0 đến 1 của x nhân log 3 của 2x cộng 1. Đây là tích của một đa thức nhân với một hòm log này 3. Rõ ràng đây chỉ là một bài tích phân từng phần. Nhưng bài tích phân từng phần này có chứa log này 3 cho nên ta sẽ chọn U là log nê bê của 2x cộng 1. Tiến hành lấy vi phân, ta có DU bằng 2 chia 2x cộng 1. Ở đây mấy em nhớ log nê bê của 2x cộng 1, đỏ hòm là dẫn log nê bê của U đỏ hòm, thì bằng U phải chia U, cho nên ta thu được là 2 chia 2x cộng 1. DV sẽ bằng x dx. Thầy sẽ suy ra V là một nguyên hòm của x là x bình chia 2. Nhưng mà ở đây, thầy chọn V sẽ là x bình chia 2 trừ 1 phần 8, tức là thầy chọn cái giá trị C phía sau là bằng trừ 1 phần 8. Sở dĩ chọn bằng trừ 1 phần 8 để cho tích phân sau khi lấy, tích phân từng phần nó trở nên gọn gàng hơn. Bây giờ tích phân từ 0 đến 1 của x nhân log nê của hãy cộng 1 sẽ bằng theo quy tắc tích phân từng phần sẽ bằng u nhân v thay cận từ 0 đến 1 trừ tích phân từ 0 đến 1 của v nhân đều Phần phía trước này, mấy em thực hiện phép thai cận. Ta thu được kết quả là bằng 3 phần 8 nhân lóc nê 3 của 3. Phần phía sau này, mấy em thực hiện có cái phép toán biến đổi. Như vậy, trong trường hợp này, x bình chia 2 trừ 1 phần 8, thầy thu gọn thành 4 x bình trừ 1 chia 8. Bên ngoài là 2 trên 2x cộng 1. Như vậy, chỗ này sẽ được viết thành hiệu 2 bình phương và thầy đơn giản 2x cộng 1 đi. Khi đó, tích phân còn lại có hàm số dưới dấu tích phân rất đơn giản là 2x trừ 1 trên 4. À, đây là hàm số mà công việc lấy nguyên hàm rất là đơn giản. Phần phía trước ghi lại nguyên hàm của 2x trừ 1 chia 4 sẽ là x bình trừ x chia 4. Thay cận từ 0 đến 1 thì cái kết quả của tích phân này khi mà em thay cận là nó bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng nó bằng 3 phần 8 nhân lóc đi 3 của 3. Đây là kết quả của tích phân từ 0 đến 1 của x nhân lóc nê của 2x cộng 1 tích phân y của mình thì ta phải nhân thêm. À tích phân y sẽ bằng 2020 nhân cho kết quả tích phân từ 0 đến 1. Lúc nãy ta tính thì nó sẽ thu được là 1. Nam 1 chia 2 nhân lóc đề 3 của 3. Khi đó ta biết ngay B sẽ là 1515 và C sẽ bằng 2 và thực hiện B C ta thu được kết quả. Tiếp tục ta sang mức độ 4, mức độ vận dụng cao ta có cao số 13. Nội dung cao số 13 như sau. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc là V tính theo km h phụ thuộc vào thời gian T tính theo giờ, có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ lúc chuyển động, đồ thị của nó là một phần của parabol có đỉnh và trục đối xứng song song với trục tung Khoảng thời gian còn lại, đồ thị là đoạn thẳng song song với trục hành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian bao giờ? Ở đây có 4 sự lựa chọn. A là 15, B là 32 phần 3, C là bằng 12 và D là bằng 35 phần 3. Mà em quan sát cái đồ thị của vận tốc. Bây giờ ta phân tích bài toán này một chút. Phân tích bài toán ta thấy ngay là vận tốc của chuyển động ở đây người ta chưa cho hàm số chỉ cho dạng đồ thị của nó và đồ thị của vận tốc thì có hai dạng khác nhau một phần của parabol và một phần của đường thẳng như vậy đầu tiên chúng ta phải đi xác định phương trình của vận tốc trước đường thẳng thì đơn giản rồi bây giờ thầy đi xác định cái phương trình của parabol thầy gọi phương trình của parabol t là vt bằng at bình cộng bt cộng c dựa vào đồ thị thầy thấy ngay cái parabol này nó đi qua điểm có hoành độ bằng 0 tung độ bằng 1 điểm có hoành độ bằng 1 tung độ bằng 4 và đỉnh là 2 năm khi đó thay vào thầy sẽ giả được các giá trị A nhỏ B nhỏ C nhỏ trong giả thiết và thu được phương trình của parabol là VT sẽ bằng trừ T bình cộng 4T cộng 1 khi đó quãng đường mà chúng ta cần tính thầy sẽ chia làm hai chặng thứ nhất Thầy tính quãng đường trong 1 giờ đầu tiên Thì nó chính là tích phân từ 0 đến 1 của VT DT Sau đó thầy tiếp tục tính quãng đường Trong 2 giờ tiếp theo Là tích phân từ 1 đến 3 Của hàng số là 4 DT Hòm VT Chúng ta đã thu được kết quả ở trên Thì khi đó Chính là đi tính tích phân từ 0 đến 1 Của trừ T bình cộng 4T cộng 1 DT tiếp tục cạm cho tích phân từ 1 đến 3 của 4 dt cái công việc tính tích phân này thầy nghĩ rất là đơn giản mà em sẽ thu được kết quả là 32 phần 3 như vậy ta có cái đó bán là B như vậy đây là một cái bài toán nó thể hiện có mối quan hệ giữa toán học với vật lý giữa quãng đường và vận tốc nhưng ở đây cái khó khăn của mấy em là mấy em phải tìm cho được cái phương trình của vận tốc dựa vào cái đồ thị của nó Thầy cho hồng số với x không âm Có độ hồng trên đoạn 0 1 Và thỏa F tại 1 bằng 1 Và 2 lần Fx x cộng 1 trừ x bình Thừa số cho f phải x Sẽ bằng 2x Thừa số cho 1 cạm fx với mẫu x thuộc đoạn 01 Để bài yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 1 của hồng fx Kết quả A sẽ bằng 1, B sẽ bằng 2, C bằng 1 phần 3 và D bằng 3 phần 2 Bây giờ đây là một cái bài tích phân tương đối lạ mềm em chú ý cái cách hướng dẫn như thế này thứ nhất thầy sẽ xuất phát ngay từ cái giả thiết của bà toán và biến đổi cái giả thiết của bà toán về dạng như thế này mà em thầy nhân cái hòm fx vào nhân hòm fx vào thầy thu được là hai lần fx nhân fx trừ cho 2x nhân cho fx trừ cho x bình nhân fx cộng fx trừ 2x chuyển qua hết một vế bên này sẽ bằng không Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái sự có cái biểu thức ở trong cái vế bên trái. Ở đây ha lần fx f(x) chính là đạo hầm của f bình x. Chỗ này 2x được hiểu là đạo hầm của x bình. f(x) chỗ này là đạo hầm của hầm fx. 2x chỗ này sẽ là đạo hầm của x bình. Cho nên chỗ này thầy có thể viết gọn trở lại là đạo hồng của cái cụm f bình x trừ x bình nhân fx cộng fx trừ x bình tất cả đạo hồng vế bên trái vẫn là bằng 0. mà em lưu ý cái cụm x bình nhân fx này thầy dùng quy tắc đạo hồng tích và triển khai ra là nó chính là cái kết quả ở cái phần này đến chỗ này ta lái nguyên hồng hai vế nguyên hồng của cái biểu thức này mà đạo hồng thì chính là biểu thức này là f bình x trừ x bình nhân fx cộng cho fx trừ cho x bình Nguyên hồn của 0 chính là 1. Cạm cho, xin lỗi là C. Nguyên hồn của cái hàng số là 0 này chính là hàng số C. Như vậy trong trường hợp này ta thay F tại 1 bằng 1 thì sẽ thu được C bằng 0. Cho nên ta có bị thức là F bình X trừ X bình nhân FX cạm cho X trừ X bình bằng 0. Đến đây tiếp tục nhóm nhân tử đạt fx cộng 1 làm nhân tử chung sẽ còn lại là fx trừ cho x bình. Chỗ này giải phương trình tích thì ta thu được fx nó bằng trừ 1. Trường hợp đó ta lọ đi bởi vì giả thiết bài toán cho fx không âm còn lại fx bằng x bình phương. Như vậy thầy đã tìm ra được cái công thức của hàm số x từ cái giả thiết của bài toán thông qua các cái quy luật đạo hàm ở trong này. Và khi đó tích phân từ 0 đến 1 của hàm fx được thay bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình phương thì cái công việc tính tích phân này nó trở nên rất là đơn giản mà em thực hiện phép tính tích phân để ta thu được kết quả là bằng 1 phần 3 như vậy ở đây ta thấy ngay cái cách ta vận dụng có cái quy luật đỏ hòm để ta tìm ra cái hòm số fx thì đây là một cái bài tích phân tương đối khó mà em phải có những cái kỹ năng về đạo hòm à, nhất định thì chúng ta mới giải quyết được à, qua 14 câu hỏi trắc nghiệm à, thầy đã trình bày đến các em à, với những dạng và những mức độ khác nhau À, thầy hy vọng các em sẽ về giải lại các hệ thống bài tập này và thông qua hệ thống bài tập thầy cung cấp, mà em có khả năng tìm hiểu theo, sau thêm về các cái hệ thống bài tập trong phần nội dung tích phân. À, xin chào các em, hẹn gặp lại các em.